1960, con Lê Thanh Hùng Dương sinh năm 1995, Lê Thanh Hùng Giang nơi thường trú số 191 A, Đập Đàn, xã Quảng Tây, của Quảng Tây, từ ngày 27/5/2022 cho đến nay. Hành vi đưa lên của các con phép, các quyền sư công trình chúng tôi có đầy đủ mấy một phiên tòa mới được tiến hành. Khi tranh luận thì bị cáo cũng như các luật sư bảo giữ được sẽ được. Cao Chỉ Cúc, thuộc trường hợp tổng quản có tổ chức đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự. Đối với Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Quỳnh Trân. Cô đã theo dõi cái phiên tòa này từ lâu rồi, từ cái ngày 24 tháng 10 năm 2019 ấy. Cô đi cũng từ lúc 8 rưỡi. Chỉ mong muốn cái kết quả này thì pháp luật xử người ngay thì không bị oan mà kẻ gian thì không lọt lưới. Thưa đọc sử, tôi xin được phép công bố tiếp cái phần tất cả còn lại. Lê Thanh Quảng Nguyên, Lê Thanh Nhất Quyên, Lê Thanh Trường Dương. Trong quá trình điều tra, xác định bị can Lê Thu Vân đã bỏ địa phương. Được tiến hành tiếp tục và như vậy thôi chúng tôi cả.